Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ cả nhà món chả cá chay và chả cá chay trộn với gỏi xoài, rau má rất là ngon luôn. Chả cá chay sau khi hoàn thành bên ngoài giòn, bên trong thì dai dai, kết hợp với lại gỏi xoài, rau má chua chua ngọt ngọt, cay cay thơm thơm rất là ngon luôn. Cách làm món ăn này thì rất dễ, bây giờ mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Và đây là tất cả nguyên liệu dùng để làm chả cá. Đầu tiên thì ở đây em có 40g chân nấm. Thì cái cách làm chân nấm này thì em cũng đã chia sẻ với cả nhà rất là nhiều lần rồi, ở những cái video như là làm cơm vịt xào gừng nè, hoặc là làm thịt nướng chay, chà bông chay. Thì nếu mà cả nhà chưa xem thì cả nhà có thể bấm vào đường link dưới phần bình luận video này để xem chi tiết cách làm nha. Tiếp theo thì em có 40g nấm mèo. Năm mươi gram hành tây, 70g cà rốt và 20g hành lá. Tất cả các nguyên liệu em sẽ mang đi cắt nhỏ hết luôn nha. Nguyên liệu không thể thiếu đó là rong biển. Cả nhà có thể sử dụng rong biển cuộn cơm, hoặc là giống như em thì em sử dụng là rong biển ăn liền ha. Ở đây em có một cái miếng rong biển ăn liền như thế này. Bây giờ thì em sẽ đi pha bột nha cả nhà. Đầu tiên thì em có là 70g bột năng để tạo cái độ dai cho chả cá. Tiếp theo thì em có 100g bột chiên giòn để mình chiên cho lớp ngoài giòn nó ngon nha. Bây giờ em sẽ trộn đều hai cái loại bột này với nhau. Ở đây em có 150ml nước và em sẽ cho nước vào từ từ, mình khuấy đều. Thì mỗi một cái loại bột đó, nó có cái độ nở khác nhau, thì cả nhà cứ canh, cả nhà thấy cái phần bột nó không quá loãng và không quá đặc là được. Bây giờ em sẽ nêm vào đây là 2 muỗng cà phê hạt nêm chay. Tiếp theo thì em cho vào đây 1 muỗng cà phê tiêu xay, rồi mình cũng sẽ quậy đều lên nha. Sau khi gia vị đã hòa tan thì em sẽ cho hết tất cả các nguyên liệu vào đây, rồi mình sẽ trộn đều cái phần bột và nguyên liệu nha cả nhà. Bây giờ thì em sẽ bắt chảo lên, cho vào đây một ít dầu ăn. Đợi sau khi dầu nóng thì em lấy cái muỗng nè, em múc một lần một muỗng như vậy. Rồi em sẽ dùng muỗng nè, em tán cho nó mỏng mỏng ra nha.
Khi cả nhà thấy cái lớp dưới nó khô khô lại thì mình có thể trở mặt được rồi. Nói bây giờ thì em sẽ trở mặt nó lại luôn. Thì cứ tiếp tục như vậy, mình trở mặt đều đến khi nào mà cái phần chả cá của mình đó, nó vàng đều nữa là được ha. Chả cá bây giờ nó đã vàng đều rồi nè. Bây giờ thì em sẽ lấy nó ra nha. Và mình sẽ chờ cho nó nguội bớt đi rồi mình mới đem trộn gỏi ha. Trong thời gian đợi cái chả cá nguội thì em sẽ đi chuẩn bị các nguyên liệu để mình trộn gỏi. Đầu tiên ở đây em có một quả xoài nè. Quả xoài này em cân là 400g. Tiếp theo thì em có là 50g rau má và một ít rau răm. Cái phần này thì em không sử dụng, em sẽ để nó lại nha. Bây giờ em cho vào cối 2 tép tỏi và nửa trái ớt sừng không cay. Cả nhà thích ăn cay nhiều thì cả nhà có thể cho thêm ớt cay vào đây. Rồi sau đó em sẽ giã nhuyễn tỏi và ớt ra nha. Tiếp theo em cho vào đây là 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm chay và 2 muỗng canh nước cốt tắc. Thì tùy vào cái độ chua của trái xoài mà cả nhà có thể là gia giảm lại cái lượng nước cốt tắc này nha. Xoài em sử dụng là xoài cát và lọc già rồi cả nhà, cho nên là nó không có vị chua nhiều nha. Còn nếu mà cả nhà sử dụng cái loại xoài non hơn á, thì cả nhà có thể là giảm cái lượng nước cốt tắc lại. Rồi em cho tiếp là 1 muỗng canh tương ớt để tạo độ sánh cho nước trộn. Quậy đều lên nữa, như vậy là mình xong một chén nước trộn rồi đó cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào trộn gỏi nha. Rau má thì em sẽ cắt ngắn ngắn nó ra để cho mình dễ ăn ha. Tiếp theo em sẽ cho hết cái phần xoài mình vừa cắt sợi vào nè. Rau răm thì em dùng một ít thôi, mình dùng rau răm nhiều quá thì nó sẽ lấn áp đi cái mùi rau má, nó cũng không có ngon ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho hết cái phần nước trộn vào đây rồi mình trộn sơ nó lên cái, rồi mình sẽ bắt đầu cho cái phần chả cá vào đây luôn nha. Chả cá bây giờ thì nó đã nguội bớt rồi, cả nhà em sẽ cắt vào đây là 1.5 miếng nha. Bây giờ mình chỉ cần trộn đều lên một lần nữa thì mình có thể ăn được rồi. Và một cái lưu ý, cái món gỏi này thì mình trộn ăn liền mới ngon nha cả nhà. Còn nếu mà mình để lâu quá thì các nguyên liệu nó bị xèo xuống và cái chả cá nó không còn độ giòn nữa thì nó sẽ mất ngon ha. Nếu thích để thêm hành phi, đậu phộng thì cả nhà cũng có thể cho thêm vào nha. Em thì em sẽ giữ nguyên cái hương vị của chả cá vì chả cá nó đã rất là thơm rồi. Như vậy là em đã vừa hoàn thành món chả cá chay và chả cá chay trộn gỏi xoài rau má rất là ngon luôn. Chả cá bên ngoài thì giòn, bên trong thì dai dai, cay cay nhẹ của tiêu, thơm của rong biển, thơm hành lá nè. Kết hợp với lại cái gỏi xoài, rau má giòn giòn, thơm thơm, cay cay, chua chua, ngọt ngọt, rất là bắt luôn. Hy vọng rằng cả nhà mình sẽ yêu thích cái gợi ý món chay ngày hôm nay. Nếu thấy yêu thích kênh, cả nhà hãy nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nha. Đừng quên like video và chia sẻ về cho bạn bè cùng xem. Bây giờ thì em xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo.